Từ nay về sau chúng ta nói chuyện vẫn không thành thật, vô tình hay cố ý vẫn là dối gạt người, vẫn là đặt chuyện sanh sự, khiêu khích thị phi. Nhà họ Trương thế này, nhà họ Lý thế kia. Như vậy là đối với mười phương tất cả chư Phật Như Lai, bao gồm A-di-đà Phật, bao gồm Thế Tôn, đều không có trong mắt của bạn. Như vậy thì làm sao thành tựu chứ? Bạn làm sao có thể giảng sanh? Khinh mạng Thế Tôn, bạn có thể đến được thế giới Cực Lạc hay không? A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi quan nghênh bạn đến, nhưng mà những người ở nơi đó không quan nghênh bạn. Người ở thế giới Cực Lạc thì nhiều. Mỗi người đối với mười phương tất cả chư Phật đều có tâm cung kính. Bạn không có tâm cung kính thì mọi người sẽ loại trừ bạn. Bạn không đến đó được. Phật có từ bi hơn cũng không có cách gì. Cái đạo lý này dễ dàng nhìn thấy, không thể không biết. Cho nên cổ đại đức dạy cho chúng ta, những người nào có thể giảng sanh tâm như tâm của Phật, nguyện như nguyện của Phật, nói như lời Phật nói, làm như Phật làm. Chúng ta học Phật, Phật ở đâu? Phật chính là ở trên bộ kinh này. Chúng ta đọc cho thật kỹ, nghiên cứu cho kỹ, cùng nhau nghiên cứu thảo luận cho kỹ càng. Làm sao để áp dụng cho được mỗi câu mỗi chữ của kinh văn, chúng ta phải làm cho được. Tôi cũng thường nói, bạn làm tròn hai phần thì nắm chắc phần giảng sanh. Làm không tròn hai phần thì không thể giảng sanh. Quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp vẫn chưa sửa được. Ở chỗ này ta phải đoạn ngôn. Cuộc đời này bạn không thể giảng sanh. Lời của tôi nói là chắc chắn. Niệm Phật chính là giúp chúng ta đoạn mười nghiệp ác. Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay, tập khí của ác nghiệp này nó luôn luôn khởi hiện hành. Nếu như tập khí ác này không khởi hiện hành, vì bạn là người tái lai, bạn không phải là phàm phu. Bạn là phàm phu thì đâu có đạo lý không tạo nghiệp. Trong kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm đều là nghiệp, đều là tội, nhất định là như vậy. Dùng cách gì để đối trị? Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi thì dùng câu A-di-đà Phật đè nó xuống. Cái cách này hay vô cùng. Trong 84.000 pháp môn thì phương pháp này là dễ nhất, chắc chắn nhất, đáng tin nhất, cũng là nhanh nhất. Đây chính là niệm Phật. Đây gọi là biết niệm Phật. Mỗi tiếng niệm Phật sẽ làm cho phiền não tập khí, vọng tưởng, tạp niệm của bản thân chúng ta bị đè xuống, khiến cho tâm chúng ta trở lại thanh tịnh. Trước tiên hồi phục thành câu A-di-đà Phật. Từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm chỉ là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có một tạp niệm nào. Người này nhất định giảng sanh. Cho nên hy vọng chư vị đồng tu chúng ta từ nay trở đi không bàn chuyện nhà người khác, nhà họ Trương, nhà họ Lý thế kia,
Không nói như vậy nữa. Có người đến nói với tôi thì sao? A-di-đà Phật. Nếu họ đến nói người đó tại sao không đúng, thì ta liền nói A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vậy là tốt. Ta không nghe họ nói, ta chỉ niệm A-di-đà Phật, cũng khuyên họ nhanh chóng mà niệm A-di-đà Phật, đừng có tạo nghiệp nữa. Bản thân mình phải là một tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt, đây mới gọi là người niệm Phật. Đây là người biết niệm Phật. Như vậy mới thật sự là đệ tử của mười phương chư Phật Như Lai. Chúng ta không phụ lòng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai, tự nhiên sẽ cảm ứng được mười phương tất cả chư Phật hộ niệm. Đặc biệt là ở thế giới này, chư Phật nhìn thấy có một người như thế này là của quý. Vì sao vậy? Người khác không làm được, người này có thể làm được, nhất định sẽ là giúp đỡ bạn trong đời này nhanh chóng thành tựu. Chúng ta có cảm thì Phật sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta là đệ tử Phật, phải học tập như vậy. Thật sự là đệ tử của Phật, người khác không học thì không liên can gì với ta. Không nên quan sát người khác, càng không thể phê bình người khác. Phê bình người khác là chính bản thân mình đã tạo nghiệp nặng rồi, làm trở ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Bởi vì bạn có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, đối với bản thân sẽ sinh ra chướng ngại nghiêm trọng. Nếu bạn muốn độ họ, thì sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành Phật sẽ trở lại độ họ. Hiện nay tạm thời để họ sang một bên, tránh phải độ họ. Vì chưa độ được, ngay cả bản thân cũng không thể giảng sanh được, vì là bị lỗ nặng rồi. Bản thân mình phải nắm chắc phần giảng sanh, chúng ta mới có thể dành chút ít thời gian giúp đỡ người khác. Bản thân vẫn chưa nắm chắc phần giảng sanh thì không thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác thì tâm có dư, nhưng lực thì không đủ. Không phải là không giúp đỡ, không phải là không từ bi. Bản thân ta hiện tại chưa đủ năng lực, trước tiên phải thành tựu chính mình. Giống như nhìn thấy người khác té xuống nước sắp chết đuối, bản thân ta không biết bơi mà phát tâm từ bi nhảy xuống cứu, thì uổng đi một mạng. Trong những tình huống như vậy thì phải nhanh chóng đi học bơi. Ta biết bơi rồi, khi đã làm một tay bơi lội giỏi mới có thể nhảy xuống nước cứu được. Đây mới là từ bi thật sự. Cho nên khẩu nghiệp không nên tạo nữa. Chúng ta nhìn thấy, nghe người khác tạo khẩu nghiệp mà sanh tâm thương xót. Họ không biết được là họ vẫn còn ngu si. Chúng ta hồi đáp cho họ chính là câu A-di-đà Phật. Tuyệt đối bạn không nên phê bình họ, bạn sẽ sai, bạn lại tạo khẩu nghiệp. Tôi nói những lời này, tôi lại tạo khẩu nghiệp rồi. Các bạn nghĩ cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Vậy làm sao tôi mới không tạo khẩu nghiệp A-di-đà Phật, A-di-đà Phật? Như vậy thì không tạo khẩu nghiệp. Để cho họ nghe thật nhiều câu A-di-đà Phật, thì dần dần thì họ sẽ giác ngộ. Một lần, hai lần, thời gian ngắn họ nghe chưa hiểu, thời gian lâu dài thì họ sẽ hiểu. Họ mới hiểu được bạn thật sự có ý tốt giúp đỡ họ, thức tỉnh họ, nhất định không nói lỗi lầm của họ, chỉ có một câu A-di-đà Phật đối đãi với họ. Điều này thì được. Hơn nữa A-di-đà Phật sẽ gia trì cho họ.
ở trong viên trung sao có nói chỉ có Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp. Nói lời thành thật. Cho nên cảm được tướng lưỡi rộng dài, không giống với người thông thường. Nhưng mà tướng lưỡi rộng dài có thường tướng, có hiện tướng. Thường tướng là tướng lúc bình thường, cái lưỡi này ở trong miệng. Hiện tướng là khi thè cái lưỡi ra, có thể che cả khuôn mặt. Cái lưỡi thì rất mỏng, có thể che hết cả khuôn mặt. Trên đỉnh có thể đụng đến tóc. Cái tướng này nó có tác dụng, chính là chứng minh cho mọi người lời của tôi nói là sự thật. Mọi người nhìn thấy cái tướng này đối với lời chân thật của Phật thì không hoài nghi. Phật thì hiện cái tướng này năm xưa khi còn tại thế, rất nhiều ngoại đạo nhìn thấy cái tướng này thì rất là khâm phục, liền quy y Phật Đà, liền đi theo Phật học tập. Cái điểm này chúng ta phải biết. Tuy là đệ tử của Phật, nhưng mà Phật không bảo họ thay đổi đạo của họ. Ở trên kinh chúng ta xem thấy, chúng ta thường đọc kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng có cô gái Bà La Môn, cô quy y Phật giáo, tiếp nhận sự giáo huấn của Phật, nhưng cô vẫn theo đạo Bà La Môn. Bà La Môn là một tôn giáo, ngày nay chúng ta nói là đa nguyên văn hóa. Cho nên Phật là sự giáo học, cho dù bạn tín ngưỡng tôn giáo nào, bạn đều có thể học được, hoàn toàn không phải bắt bạn cải đổi tôn giáo, chỉ cần bạn đến học là được rồi. Học cái gì? Học trí huệ. Đoạn phiền não, phá nhị chướng, khai trí huệ, thành Phật đạo. Thành Phật đạo chính là chứng giác ngộ, cứu cánh, viên mãn. Đây gọi là thành Phật đạo. Cho nên Phật giáo hiện nay biến thành tôn giáo. Năm xưa thì không phải là tôn giáo. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đi khắp nơi dạy học, ngài hoàn toàn không phản đối tôn giáo, hoàn toàn không bài trừ tôn giáo, cũng hoàn toàn không miễn cưỡng ép bạn, bạn nhất định phải bỏ tôn giáo của bạn mà đến chỗ của ta để học. Không có cái đạo lý này. Chúng ta ngày nay kỳ thị tôn giáo của người khác, như vậy là sai rồi. Hiện nay chúng ta biết được hết thảy tôn giáo, thần linh mà họ tín ngưỡng, tất cả đại đức tổ sư sáng lập tôn giáo, các ngài từ đâu mà đến? Các bạn biết được hay không? Vẫn không phải là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến hay sao? Bạn hiểu được cái đạo lý này là bình đẳng.
không phải là người khác. Dùng danh từ Phật Pháp để mà nói là Pháp tánh. Pháp tánh là như nhau. Một cái là Pháp tánh, một cái là tánh thức. Pháp sư trung thôn Khang Long của Nhật Bản, lần đầu tiên tôi gặp ông là 3 năm trước. Ông đã 97 tuổi rồi, năm nay là 99 tuổi. Ông nói với tôi, tất cả những người sáng lập ra tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lời nói này rất có đạo lý. Bạn xem ở trong Phẩm Phổ Môn có nói, Bồ Tát Quan Thế Âm muốn lấy thân gì để độ thì Ngài hiện ra thân đó. Muốn lấy thân Chúa Giê-xu để độ thì Ngài liền hiện thân Giê-xu. Muốn lấy thân Allah để độ thì Ngài liền hiện thân của Allah. Giáo sư truyền giáo của đạo hội là Allah. Bạn thích đạo gì, thích học với người nào thì Ngài liền hiện cái tướng đó cho bạn xem. Chỉ là một người. Lão Hòa Thượng Trung Thôn nói có đạo lý vô cùng. Tôi đi thăm ông rất là vui. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện. Những vị đệ tử của ông ở bên đó cũng có một vị tuổi tác tương đương với tôi. Sau này có nói với tôi, cả cuộc đời của Lão Hòa Thượng chưa hề nói những lời như vậy. Điều này chúng ta không thể xem thường Phật giáo Nhật Bản. Không thể nói Phật giáo của Nhật Bản không có người tài. Thật sự là có. Nhân tài tiềm ẩn, người thông thường không biết được. Ông bình thường không nói, có nói thì không ai hiểu. Nói ra thì sợ rằng mọi người phản đối, không thể chấp nhận. Lúc tôi qua đó, ông nói với tôi đã chấp nhận. Tôi nghe rồi rất là vui. Đích thực là có điều này. Từ trong cảnh giới của Hoa Nghiêm có nói, biến pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh cùng một pháp tánh, cùng một pháp thân. Ở trong Kinh Giáo Đại Thừa, chư vị đồng tu đều biết, Phật nói mười phương ba đời chư Phật đồng chung một pháp thân. Nói là ba đời chư Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai. Mỗi người chúng ta đều có ở trong đó là Phật Vị Lai. Bạn nhất định sẽ thành Phật. Thời gian của mỗi người lâu hay mau không nhất định. Chỉ cần bạn đến được thế giới cực lạc thì nhất định bạn sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Bạn nghe một kinh này rồi, nghe một phút, nghe hai phút, nghe một câu, hai câu, thì trong A Lại Giới Thức đã trồng được hạt giống kim cang rồi. Những người này chúng ta có thể xem thường không? Không thể xem thường. Bạn có thể đắc tội không? Nếu như đắc tội thì bạn đắc tội với Phật. Nếu như bạn xem thường thì bạn đã xem thường Phật rồi. Không thể được. Nhất định phải hiểu mà tôn trọng. Phải quan hỷ tán thán. Ở trên kinh chúng ta nhìn thấy có thí dụ.
có người gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Phật cạo tóc cho ông. Ông muốn xuất gia. Thế Tôn vừa thấy liền bảo những vị đệ tử ở bên cạnh đều là đại A-la-hán: mọi người hãy đến đây xem, người này có thể xuất gia được không? Thần thông của A-la-hán có thể quan sát 500 kiếp. Mọi người vừa nhìn thấy, trong 500 kiếp đều không thấy có một chút thiện căn gì. Ông ta làm sao có thể xuất gia đây? Chính là chẳng có duyên với Phật. Xuất gia thì phải có duyên với Phật, không có duyên với Phật thì không thể xuất gia. Phật liền nói với mọi người: được, ông có thiện căn, các ông không nhìn thấy. Vô lượng kiếp về trước, ông là người tiều phu, làm nghề đốn củi. Ở trên núi đốn củi thì gặp một con hổ. Một con hổ muốn ăn thịt ông. Ông liền trèo lên trên cây, la lên một tiếng Nam Mô Phật. Là cái nhân duyên này, trong đời này khi gặp ta, ông muốn xuất gia. Vô lượng kiếp trước A-la-hán không nhìn thấy được. Điều này nói lên chủng tử Phật Pháp là kim cương bất hoại. Trong vô lượng kiếp vẫn không kết được duyên với Phật, thì cái chủng tử như thế này gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là sự thành tựu. Trong hội của Phật, ông chứng được quả A-la-hán. Chúng ta tin tưởng lời của Phật nói là không có vọng ngữ, nhất định là lời chân thật. Cho nên chúng ta tin tưởng Phật thì hiện thần thông, hiện tướng lưỡi rộng dài, biến khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật. Đây là trong kinh Di Đà nói, nó không phải là lưỡi rộng dài che phủ khuôn mặt. Tam thiên đại thiên thế giới không phải là cục bộ, biến phú là tam thiên đại thiên thế giới cả thảy đều che phủ hết. Ở trên kinh Di Đà nói chi tiết hơn kinh này. Ở trên kinh này chỉ có nói các xuất quảng trường thiệt tướng. Ở trong kinh Di Đà nói là xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, những đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết như Phật sở hữu niệm kinh. Bạn nên biết đây là đại bổn của kinh Di Đà. Bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Bạn liền biết được sự quan trọng của bộ kinh này. Cho nên các vị, nếu như bạn gặp phải ma nạn, tôi gặp được rất nhiều. Ma nạn đều là có nguyên nhân, đều là oan gia, trái chủ của đời này và đời trước tìm đến cái thân này. Họ đến tìm bạn để dày dò bạn đều là có mục đích. Biết được bạn học Phật, bạn học Phật bạn có thể giúp cho họ, bạn có thể cứu họ. Khi mà bạn không có năng lực cứu họ thì tạm thời họ không để ý đến bạn. Vì sao vậy? Không giúp đỡ được họ, hại bạn cũng không ích gì. Khi hại bạn, họ sẽ nghĩ cách để cứu, họ sẽ đến. Cách để giải quyết một số ma chướng: niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất. Bạn nói với quan gia trái chủ,
khuyên họ niệm Phật, cùng niệm Phật với tôi, cùng với tôi lại Phật, cùng với tôi tụng kinh. Tương lai chúng ta cùng sanh về nước Cực Lạc. Xin đừng sợ. Trong nhà bạn thờ tượng A Di Đà Phật, cúng dường kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là kinh Phật thuyết A Di Đà. Bạn nên biết những bộ kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Những người đọc bộ kinh này trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chúng tôi trước đây đã đọc qua, đã giảng qua rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là thượng sư Kim Cang Mật Tông. Trong Mật Tông thì có Quán Đảnh. Rất nhiều người muốn được thượng sư Quán Đảnh cho họ. Thượng sư Quán Đảnh cuối cùng là có linh hay không? Điều này rất khó nói. Trên thực tế, hai cái từ Quán Đảnh này cách nói như thế nào cũng khó hiểu, cũng bị hiểu lầm, cho rằng dĩ một chút nước thì là Quán Đảnh rồi. Tội của bạn liền tiêu mất, thì liền có phước. Như các bạn mỗi chiều khi đi tắm xối nước, đây là đại Quán Đảnh rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta, đảnh là đại pháp chí cao vô thượng. Ý nghĩa của đảnh là như vậy. Đại pháp chí cao vô thượng là cái gì? Là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A Di Đà, là một câu sáu chữ hồng danh, là đại pháp chí cao vô thượng. Quán là cái gì? Là truyền thọ cho bạn, đem cái đại pháp này truyền cho bạn thì gọi là Quán Đảnh. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất hay, niệm một biến kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, thành tâm thành ý mà niệm. Trong lúc niệm không nên có vọng tưởng, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước, cung cung kính kính mà niệm một lần, thì mười phương tất cả chư Phật Quán Đảnh cho bạn một lần. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu. Mỗi ngày bạn niệm hai lần thì được Quán Đảnh hai lần, niệm ba lần thì được Quán Đảnh ba lần. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên không cần đi tìm một vị thượng sư dẫy vài giọt nước lên đầu của bạn, vì này không có hiệu quả. Hoặc là sờ sờ dọc cái đầu. Có người đến tìm tôi, tôi liền nói với họ, trên đầu của mỗi người đều rất bẩn, sau khi sờ rồi thì nhiễm bệnh, sẽ lây sang người khác. Cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Cho nên thật sự phải rõ lý. Tu hành như lý như pháp, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Cho nên đừng để bị hình thức đánh lừa. Hình thức được thực hiện vào lúc nào? Khi biểu diễn trên sân khấu, khi trình diễn ca hát. Biểu diễn cho cái gì? Cho những người không hiểu Phật Pháp lần đầu đến đây, để cho họ xem. Đó là điều cần thiết, tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên Phật dạy có rất nhiều nghi quy, nghi thức. Đó cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy, tiếp dẫn chúng sanh. Không phải cho người tu hành chân chánh. Những người tu hành chân chánh thì xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Phải hiểu được điều này. Cho nên nghi thức không thể bỏ đi. Nó là một phương pháp tiếp dẫn chúng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Ngay cả Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta cũng biết.
Có một lần chúng tôi ăn cơm với nhau, chúng tôi ngồi với nhau. Lúc đó ông vẫn chưa làm tổng thống. Ông nói với tôi, ông nói ông tôn kính nhất là Phật giáo. Trong tất cả các tôn giáo, ông tôn kính nhất là Phật giáo. Ông là tín đồ Ấn Độ giáo. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Lời này là do người trong nghề nói. Người không phải trong nghề thì không hiểu. Lần đầu tiên tôi nghe lời nói này, Phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức, là do Đại sư Chương Gia nói. Sau này không còn nghe được cách nói như vậy nữa. Không ngừng gặp được Tổng thống Na Than, ông nói câu nói này. Cho nên hình thức giống như làm pháp hội gì, cái hình thức này là để tiếp dẫn những người sơ cơ. Người sơ cơ ưa thích sự náo nhiệt, họ đến đây để xem thử là trồng thiện căn cho họ. Ý nghĩa là như vậy. Trên thực tế lợi ích không phải là tu trên những hình thức này. Nội tâm, tâm địa, pháp môn. Cho nên Phật Pháp chỉ nói nội học, là thay đổi từ trong nội tâm. Dùng lời hiện nay mà nói là bắt đầu từ nơi tư tưởng kiến giải. Đem cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm là sửa chữa lại. Đây gọi là nội học. Ở trên Kinh Văn nói phóng vô lượng quang. Quang là cái gì? Quang chính là tướng lưỡi rộng dài. Bởi vì lưỡi là phương tiện quan trọng nhất dùng để nói. Nếu không có lưỡi thì bạn không thể nói chuyện được. Do đây chúng ta mới biết được năm xưa Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội tướng lưỡi phóng quang. Đây chính là phóng vô lượng quang. Có lẽ có người sẽ nói Thế Tôn thuyết pháp không quá 49 năm, vậy là vẫn có thời lượng, không thể nói là vô lượng. Đó là bạn chỉ thấy được trên hình thức. Đây là có thời lượng. Nếu như bạn nhìn thấy được trên thực chất thì bạn liền biết được đó là vô lượng. Trên thực tế là sáu trần đều thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, khải thị cho chúng ta, nếu như chúng ta biết rồi, thực sự biết rồi, thì chúng ta nhập vào Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở nơi nào? Là cảnh giới sáu căn của chúng ta đã tiếp xúc, thì chẳng có cái nào là không phải. Thế giới Tây Phương Cực Lạc sáu trần thuyết pháp, thế giới này của chúng ta cùng với thế giới Tây Phương không khác nhau, cũng là sáu trần thuyết pháp. Căn và trần đều phóng quang. Căn là sáu căn của bản thân chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh giới ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái nào mà không phóng quang? Điều đáng tiếc là nó phóng quang mà bạn không biết. Nếu như bạn biết được thì bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát, là bạn đã thực sự giác ngộ rồi. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần,
tiếp xúc với sự hung đúc này, không gián đoạn một sát na nào. Đây mới thật là biết được phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, sinh tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Ở trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có trích dẫn rất nhiều lời văn trong Viên Trung Sao. Viên Trung Sao là chú giải của đại sư U Khê, trong đó cũng có câu nói: kinh Pháp Hoa nói cao mà không nói rộng. Cho nên nói thượng chí phạn thế chính là đại phạm thiên dương. Điều này thì nói cao. Bộ kinh này là nói tiểu bổn kinh A Di Đà. Tiểu bổn kinh Di Đà không nói cao mà nói rộng. Cho nên mới nói biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta tổng hợp bộ kinh này lại mà xem thì mới có thể hiểu được cái ý này. Mới có thể xem được viên mãn, xem được toàn diện. Biểu pháp điều gì cũng là biểu thị sự chân thật, không phải giả. Điều này chúng ta nhất định phải tin tưởng. Tác dụng của nó chính là giúp cho chúng ta xây dựng được lòng tin, lòng tin vững chắc. Đối với pháp môn này, đối với bộ kinh này, vĩnh viễn không ngoại nghi. Vậy là thiện căn của bạn đã đủ rồi. Điều kiện để giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì niệm Phật là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương đã dạy cho chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Bồ Tát Đại Thế Chí đáng để cho chúng ta tôn kính vô cùng. Ở trong Phật môn, thờ cúng tượng Phật cũng là biểu pháp. Những người học Phật chúng ta đối với tượng Phật thì có hai dạng trạng thái. Thứ nhất là tôn kính tượng giống như tổ tiên, một lòng thờ kính. Phật là lão sư của chúng ta, Bồ Tát là đại đệ tử của Phật, trời giúp Phật để dạy bảo chúng ta. Đối với chúng ta có ân đức, chúng ta phải thường xuyên nhớ đến các ngài. Thờ cúng là nhớ đến các ngài. Ý nghĩa này không phải là xem các ngài như các vị thần linh. Cái ý nghĩa thứ hai càng quan trọng hơn, có nghĩa là biểu pháp. Phật biểu pháp thân, biểu pháp tánh. Biểu không nghĩa, pháp tánh bất khả đắc. Nhưng mà không thể nói nó là không có. Nó có thể hiện tất cả pháp. Tất cả pháp là sở hiện của nó. Năng sở là một chứ không phải hai. Cho nên pháp thân chính là pháp tánh, pháp tánh chính là pháp thân. Điều này nhất định phải hiểu. Tánh tướng là một chứ không phải hai. Lý sự là một chứ không phải hai.
Nhân quả là một chứ không phải hai. Điều này ở trong Phật Pháp nói. Cách nói ở trong triết học là nhị phân, là đem nó thành hai phần. Tánh không phải là tướng, tướng không phải là tánh. Năng không thể là sở, sở không thể là năng. Đem tách nó ra. Ở trong Phật Pháp nói tánh tướng, nói xử lý, nói nhân quả, nhưng nó là nhất nguyên. Nó không phải là đối lập. Ở trong Phật Pháp vĩnh viễn không có sự đối lập. Bạn phải thực sự thể hội được từ ở chỗ này. Phật Pháp là thực tướng của vũ trụ. Ở trên kinh nói là thực tướng của các Pháp. Ở trong chân tướng của vũ trụ nhân sanh không có sự đối lập. Cho nên vũ trụ không có sự đối lập. Thân thể của chúng ta cũng không có sự đối lập. Thân thể bạn hãy thử nghĩ xem, mắt và lỗ tai của bạn có đối lập không? Là cùng hỗ trợ với nhau, nó không có đối lập. Đối lập thì sẽ xung đột, sẽ không hợp tác với nhau. Ở bên trong tim gan phèo phổi là cùng hợp tác lẫn nhau. Chúng không đối lập mà hòa thuận với nhau. Thật sự là bình đẳng hòa hợp. Tất cả đều là đứng nhất, không có cái thứ hai. Chúng ta quan sát ở chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được vũ trụ cũng là như vậy. Bản thân chúng ta nếu như đối với người khác có ý kiến, có xích mích, có sự đối lập, đối với bản thân mình mà nói là sự phá hoại hòa hợp của thân tâm. Đối với bên ngoài là phá hoại sự hòa hợp của vũ trụ. Cái tội này của bạn rất nặng. Đối với thân thể bạn có hại vô cùng. Vì sao bạn không có được một thân thể khỏe mạnh gì? Nguyên nhân là do đâu? Là ở nơi nào cũng đối lập với mọi người. Tự mình phá hoại sự tráng kiện của chính mình. Ai ai cũng có pháp thân thanh tịnh, ai ai cũng có thân kim cang bất hoại. Rất tiếc là chính bản thân bạn lại không biết, ngày ngày làm hại chính mình, phá hoại chính mình. Vậy thì còn cách nào nữa chứ? Cho nên bạn đối lập với người khác chính là bạn phá hoại bản thân mình. Đây thật sự là dại dột, vô tri. Ở trên kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương hại. Ý nghĩa trong câu nói này rất sâu sắc. Chúng ta thật sự là thể hội chưa hết. Dù sao cũng phải giác ngộ. Chân thật học Phật chính là chân thật giác ngộ. Chân thật hiểu được nhân quả thì từ hôm nay trở đi không làm hại bản thân mình nữa. Không làm hại bản thân mình chính là ta không còn đối lập với tất cả mọi người. Tất cả sự, tất cả vật, chúng ta nhất định phải tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Phải sống hòa thuận với nhau, phải đối xử bình đẳng với nhau. Cứ như vậy thì dần dần sẽ hồi phục được sức khỏe cho chính bản thân mình, sẽ hồi phục được cái thân kim cang bất hoại. Bên ngoài chẳng ai có thể phá hoại được, chỉ có tự bản thân ta phá hoại chính ta. Bạn nói xem, người bên ngoài đến quỷ bán ta, đến để làm nhục ta, đến để hãm hại ta. Chỉ cần chúng ta không tiếp nhận thì việc gì cũng chẳng có được. Nếu như bạn tiếp nhận gì thì bạn không thể trách họ, cho nên họ không có lỗi. Nếu bạn nói họ có lỗi vậy thì bạn sai rồi. Họ không sai. Chúng ta tiếp nhận những chuyện đó thì chúng ta sai rồi. Họ mắng ta, mắng ta thì ta lại tiếp nhận như thế nào? Chúng ta giận dữ lên, chúng ta nghe rồi lại rất tức giận. Chúng ta tiếp nhận rồi, nếu như ta không tiếp nhận, họ mắng tôi, mắng tịnh không, người kia cũng là tịnh không. Họ đang mắng người kia, không phải mắng tôi. Tôi không tiếp nhận thì tôi chẳng có việc gì. Người tên tịnh không rất nhiều, người xưa cũng có rất nhiều. Bạn xem ở trong từ điển Phật học cũng có rất nhiều tịnh không. Làm sao biết được người họ mắng là ai? Tại vì sao ta phải tiếp nhận sự quỷ bán của họ chứ? Cho nên tôi nói họ không có sai, tôi tiếp nhận thì tôi đã sai rồi. Bạn nên hiểu được cái đạo lý này. Người khác vĩnh viễn không sai, sai là ở bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta giác ngộ rồi thì không sai. Bản thân chúng ta có giác chánh tịnh thì vĩnh viễn không phạm lỗi lầm.
bản thân chúng ta bị mê tà nhiễm, vậy là hàng ngày sẽ phạm lỗi lầm. Cái gì bạn cũng đều tiếp nhận hết thì tâm bạn giống như cái thùng rác vậy. Đi đến đi đâu cũng nhặt rác, bất luận là việc tốt hay việc xấu, cả thấy đều nhặt bỏ vào thùng rác của mình. Bởi như vậy thì nguy mất rồi. Những người giác ngộ thì việc tốt hay việc xấu đều không để vào trong tâm, vĩnh viễn giữ cho tâm thanh tịnh. Như vậy thì đúng. Cho nên chúng ta xem kinh điển nhiều thì mới hiểu được. Có lúc Phật nói từ nơi phương diện này, có lúc nói trên phương diện kia. Hơn nữa Phật Pháp Đại Thừa cùng với những điều mà khoa học cận đại đã phát hiện đều có sự trùng hợp. Những việc này đối với người sơ học chúng ta mà nói là làm cho tăng trưởng tính tâm. Các nhà khoa học rất lấy làm tiếc mà họ không tiếp xúc được với Phật Pháp. Nếu như họ tiếp xúc được với Phật Pháp thì tôi tin tưởng khoa học sẽ phát triển vượt bậc. Xác thực là Kinh giáo Đại Thừa có thể khơi dậy trí huệ vô tận của con người. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn tiếp theo. Nam, Tây, Bắc phương, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán diệt phục như thị. Đây là một đoạn. Cái đoạn này là nói bốn phương. Tiếp tục xem tứ duy thượng hạ. Tứ duy là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Đây chính là mười phương. Hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán diệt phục như thị. Đây là mười phương tất cả chư Phật đều nói đến. Không thiếu một vị Phật nào. Trong câu này còn có mật nghĩa. Cũng có thể hiểu được là chư Phật biết được chân tướng của vũ trụ. Chân tướng là một thể, là một thể nên không có đối lập. Tại vì sao chúng ta lại đối lập với tất cả người sự vật gì? Vì không biết được vũ trụ là một thể, cho nên mới phát sinh ra cái quan niệm sai lầm này. Nếu biết được vũ trụ là một thể thì đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng tôi trong lúc giảng kinh tuy là cũng thường nhắc đến, nhưng mà giảng như thế nào cũng không có sự khế nhập cảnh giới, vì rất khó. Nếu khế nhập cảnh giới thì nhất định phải y theo lời dạy bảo mà tu hành. Chính là bản thân bạn phải dẹp trừ hết chướng ngại thì bạn mới nhập vào được cảnh giới. Không thể học rồi mới chịu làm theo. Hơn nữa phải làm cho triệt để. Lợi ích chân thật của Phật Pháp rất khó đạt được. Tận hư không biến pháp giới là một thể. Chúng tôi thường nói hư không pháp giới là tâm tướng, tự tâm tướng của chính mình.
Tâm là gì? Tâm là hư không pháp giới. Thân là gì? Thân là sát độ chúng sanh. Vô lượng vô biên thế giới, hằng hà xa số thế giới, hết thảy tất cả chúng sanh ở trong thế giới này cùng với ta là cùng một thể. Người thông thường chúng ta hiện nay nói là cùng một sanh mạng, cùng một thể. Bạn nói xem nó thân thiết biết bao nhiêu. Làm sao bạn có thể phân ly? Giống như cái thân thể này của chúng ta vậy. Quan sát thân thể có thể khai trí huệ. Mỗi một sợi lông tơ ở trên thân thể, mỗi một tế bào cùng với một cái thân này là một thể. Cũng giống như cái vũ trụ này vậy. Chúng ta biết được thọ mạng của tế bào không dài. Các nhà khoa học nói với chúng ta mỗi một chu kỳ là 7 năm. Tế bào ở trên thân của chúng ta hết thảy đều thay đổi thành tế bào mới. Sự thay cũ đổi mới. Cái đạo lý này hiện nay các vị đồng tu đều biết, đều có cái kiến thức này. Thay cũ đổi mới, cái cũ sẽ bị đào thải để sanh ra cái mới. Vì này cũng có vấn đề. 7 năm thay đổi một lần, cái cũ sẽ không còn nữa, được thay thế bằng cái mới. Con người tại vì sao bị già? Đáng lý là mỗi một lần đổi mới là để lấy cái mới, không thể bị già cũ. Chẳng có sai chút nào. Cái vấn đề này được nêu ra rất là hay. Sự thật là không già. Tại vì sao lúc đó thay đổi đều để lấy những thứ đã già cũ, không đổi thành những cái mới? Toàn bộ đổi thành những thứ già cũ, hơn nữa lại đổi thành những thứ hư hỏng. Điều này có gây go hay không? Giống như chúng ta mua chiếc xe vậy. Những linh kiện này của chúng ta đến thời hạn thì phải thay đổi linh kiện, nhất định phải thay đổi cái mới. Kết quả thì như thế nào? Là đổi lấy cái cũ, hơn nữa đổi lấy cái hư hỏng. Điều này thật là gây go. Đây là sự ngu si đến cùng cực. Sở dĩ bạn đổi lấy những thứ đã cũ, những thứ đã hỏng này là do ý niệm của bạn bị sai lầm. Nếu như bạn có giác chánh tịnh thì những thứ bạn đổi chắc chắn phải là những cái mới, không phải là những cái cũ. Vậy là bạn sẽ sống lâu không già. Không phải là không có đạo lý. Đây là chân tướng sự thật. Pháp môn này thành tựu rồi, chúng ta coi Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, coi những chuyện giảng sanh trong Đại Tạng Kinh là những người xưa, quan sát kỹ những người niệm Phật xung quanh chúng ta. Đại đa số đều là 3 năm. Người ta 3 năm là có thể thành công, vì sao chúng ta 3 năm mà không thành công được? Người ngoại quốc nói tai nạn chẳng phải là 2012 sao? Chúng ta còn cách 2012 còn đúng 3 năm. Người giác ngộ nên làm thế nào đây? Nên khắc kỳ thủ chứng. Tôi có được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, tai nạn đến cũng được, không đến cũng được, chẳng liên quan gì đến tôi. Nó đến thì mình về thế giới Cực Lạc. Nó không đến, mình ở đây thêm vài năm nữa cũng được. Ở mấy năm nữa để làm gì? Ở lại để độ chúng sanh. Vì sao vậy? Vì bản thân mình đã được độ rồi. Mình được độ rồi thì mới có thể độ người. Bạn mới thật sự là vô ngại. Bản thân mình còn chưa được độ mà muốn độ người. Trong kinh nói rất hay, vô hữu thị xứ, nghĩa là không có cái lý này. Muốn độ người trước phải độ mình. Ngày nay chúng ta biết được, độ mình
không khác gì ngoài việc buông bỏ. Buông bỏ thì được độ. Buông bỏ kiến tư phiền não thì bạn chứng được quả A-la-hán. Buông bỏ trần sa phiền não, bạn sẽ thành Bồ-Tát. Buông bỏ vô minh phiền não, bạn sẽ thành Phật. Tất cả đều ở trong một niệm. Học Phật là học điều gì? Học buông bỏ. Không được học phân biệt chấp trước. Học phân biệt chấp trước thì bạn sẽ bị thiệt thòi lớn. Vì sao vậy? Trong tự tánh thanh tịnh không có gì hết. Nó chỉ có trí huệ, đức năng, tướng hảo. Trong tự tánh vốn sẵn có. Vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tự tánh vốn không có. Bạn vốn là Phật, nhưng bị những thứ này che lấp, khiến cho Phật tánh của bạn không thể hiện tiền, khiến cho trí huệ của bạn không thể hiện tiền, đức năng không thể hiện tiền, tướng hảo không thể hiện tiền. Trong tất cả kinh điển, Đức Phật đã nói cho chúng ta biết rõ. Ngày nay chúng ta cũng học được, cũng hiểu rõ. Điểm khiếm khuyết hiện nay chính là buông bỏ. Xem bạn buông bỏ được bao nhiêu. Nhưng đừng lo, chân thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ là được rồi. Bạn có thể buông bỏ được bao nhiêu, sau khi về đến thế giới cực lạc, địa vị tứ độ tam bối cửu phẩm không tương đồng. Chỉ cần phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, sanh về Tây Phương tịnh độ, giáng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, chắc chắn tương đồng. Sanh về nơi đó phẩm vị không giống. Điều này liên quan đến việc bạn buông bỏ được bao nhiêu. Cho nên điều này không phải là cạnh tranh với người khác, mà là cạnh tranh với chính mình. Tôi muốn phẩm vị cao thì tôi phải buông bỏ nhiều một chút. Tôi cũng không muốn cao như vậy, thì chỉ cần niệm Phật qua loa là được rồi. Thâm tín thiết nguyện thì chắc chắn bạn được giảng sanh. Đoạn thứ hai dưới đây nói về nhị giáo. Nhị giáo, phán giáo trên đây tuy có bất đồng, nhưng nhị giáo đúng và tiệm thì các học thuyết khác đồng nhiếp. Trước đây có giảng qua, đời Tùy Đường phần giáo có 12 học thuyết. 12 học thuyết này trong cuốn Hoa Nghiêm Sớ Sao đều có đề cập đến. Quan trọng nhất, ngoài Thiên Thai và Hiền Thủ ra, còn có một nhị giáo cộng đồng. Mỗi vị tổ sư phán giáo đều khẳng định đốn tiệm nhị giáo. Phật giáo Trung Quốc tự xưng là tôn giáo. Các vị nên biết rằng Phật giáo không phải là tôn giáo, nhưng bản thân Phật giáo xưng là tôn giáo khác với ý nghĩa của tôn giáo ngày nay. Trung Quốc xưng tôn giáo chính là đốn tiệm nhị giáo.
Thiền tông thuộc về đốn giáo, ngoài ra đều thuộc về tiệm giáo. Thiền tông nói đốn ngộ không có giai cấp. Ngoài thiền tông ra, bao gồm chín tông phái của tiểu thừa đều thuộc về tiệm giáo, cũng có nghĩa là từng bước hướng thượng nâng lên. Chỉ có thiền tông không có giai cấp. Họ khai ngộ là thành Phật. Thành Phật là giai cấp nào? Ít nhất là sơ trụ của viên giáo. Họ thật sự siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới. Điều này không phải người thường mà có thể làm được. Chúng ta thấy được hai điển hình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đốn giáo. Đốn xả, lập tức buông bỏ. Một lần là buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người thứ hai biểu diễn cho chúng ta thấy là lục tổ Huệ Năng của thiền tông. Ngài cũng là đốn xả, đốn ngộ, đốn chứng. Ngày xưa, năm Đức Phật 30 tuổi, Huệ Năng Đại Sư 24 tuổi. Vấn đề ở chỗ có chịu buông bỏ hay không? Vấn đề này không ở người khác, mà hoàn toàn ở mình. Hơn nữa, người người bình đẳng. Đúng. Tôi thấy có viên đúng và không viên đúng. Thế nào gọi là không viên đúng? Nếu bạn đem kiến tư, ý tôi muốn nói là chấp trước, trong Kinh Hoa Nghiêm, buông bỏ chấp trước, bạn chứng được A-la-hán, đó cũng là đúng. Đúng chứng A-la-hán, nhưng mà không viên mãn. Chứng Phật mới là viên mãn. Nếu bạn buông bỏ được phân biệt thì bạn chứng được quả vị Bồ Tát. Bồ Tát ở đây là Phật Bồ Tát trong thập pháp giới, nghĩa là hai tầng bên trên của tứ thánh pháp giới. Phật Bồ Tát bên dưới là Thanh Văn Duyên Giác. Thanh Văn Duyên Giác là buông bỏ kiến tư phiền não. Phật Bồ Tát là buông bỏ trần sa phiền não, nghĩa là không còn phân biệt, không phân biệt. Vẫn còn khởi tâm động niệm. Sau khi buông bỏ khởi tâm động niệm, đó là viên đúng, là đốn ngộ viên mãn. Thập pháp giới không có. Người này siêu việt thập pháp giới. Người này sanh về thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Sanh về nơi đó. Đây mới gọi là viên đúng. Không phải là chuyện dễ dàng đâu. Chúng ta ngày nay không có năng lực này. Kêu chúng ta lập tức buông bỏ kiến tư phiền não thì ta buông không được. Chúng ta làm từ từ, buông từng chút, xả từng chút, từng chút. Cho nên đứng về mặt căn tánh mà nói, so với người xưa chúng ta còn cách quá xa. Nhưng cũng còn may, cũng còn buông bỏ được một chút. Mỗi năm buông một chút. Năm nào cũng buông. Tích lũy lại 30, 50 năm thì cảnh giới cũng khá đi. Nếu như chỉ học mà không chịu buông bỏ, nói cho quý vị biết, như thế là biến thành Phật học rồi. Kiến
Tri thức của bạn rất phong phú, cảnh giới của bạn không thể nâng cao. Nói về cảnh giới thì bạn vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn có thể nói thiện đạo, bạn giảng kinh điển, giống như người xưa hình dung. Là ba hoa chích chòe. Sanh tử vẫn là sanh tử. Bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển. Ở đây có nghĩa là nói được không làm được. Không có trí huệ chân thật. Do đó, sau khi hiểu rõ, tu tập là điều quan trọng hơn tất cả. Tu tập chính là buông bỏ. Không chịu buông bỏ thì không ra khỏi được luân hồi lục đạo. Chân tướng sự thật này chẳng thể không biết. Chúng ta đọc đoạn văn này. Nhị giáo, phán giáo, trên đây tuy có bất đồng, nhưng đốn tiệm nhị giáo, các học thuyết đồng nhất. Hai tông Thiên Thai và Hiền Thủ cũng lấy đốn tiệm mà phân làm tứ giáo ngũ giáo. Hoặc phân dị nhị, sở dị tiệm đúng, dĩ thị chung nhị giáo, sở hữu giải hạnh, binh tại ngôn thuyết, giai vị thứ đệ, nhân quả tương thừa, tùng di chí trước, thông danh di tiệm. Trong tông Thiên Thai, tạng thông biệt đều thuộc về tiệm giáo. Ở trong ngũ giáo của tông Hiền Thủ, tiểu thỉ chung có thể nói đều thuộc về tiệm giáo. Ngôn thuyết đốn tuyệt, tuyệt ở đây là đoạn hết. Lý tánh đốn hiểm, giải hạnh đốn thành, nhất niệm bất sanh, tức thị Phật đẳng, bình đẳng với Phật. Đây gọi là đúng. Đúng là một lần, một thời là buông bỏ hết. Không phải làm từ từ, từng tí một đâu. Một lần là xả bỏ hết. Đời nhà Tùy ở Trung Quốc, Ngài Huệ Diễn Đại Sư phân bổn kinh dạy rằng, ở đây đưa Huệ Diễn Đại Sư làm ví dụ. Cuốn chú giải của Huệ Diễn Đại Sư rất lưu hành ở Trung Quốc. Ngày xưa tôi học kinh Hoa Nghiêm ở Đài Trung là học cuốn chú giải của Ngài. Ngài Huệ Diễn đây không phải Ngài Huệ Diễn đời Tấn, tên gọi hoàn toàn giống nhau. Ở trong Phật giáo sử gọi là Tiểu Huệ Diễn. Ngài là người đời nhà Tùy. Các vị sau này thấy ở trong cuốn chú sớ của người xưa, thấy Tiểu Huệ Diễn là chỉ cho Ngài. Ngài có chú giải kinh Vô Lượng Thọ, chú giải rất hay. Ngài đã dùng cuốn sách của Khang Tăng Khải dịch vào đời Ngụy, là cuốn lưu thông rộng rãi nhất trong năm loại nguyên dịch. À,
Ngài phán bộ kinh này chính là Tịnh Ảnh Sớ. Tịnh Ảnh Sớ là bộ sớ do Ngài Huệ Viễn Đại Sư viết vào đời Tùy. Kim thử kinh giả, nhị tạng chi trung, Bồ Tát tạng thu. Ở đây chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Trong nhị tạng nói thuộc về Bồ Tát tạng. Vị căn thuộc nhân đốn giáo pháp môn. Ngài phán kinh Vô Lượng Thọ này thành đốn giáo. Dân hà tri đúng? Làm thế nào để biết được nó là đốn giáo? Thử kinh chánh di phàm phu trung nhân, yếm úy sanh tử, cầu chánh định giả. Giáo lệnh phát tâm, sanh ư tịnh độ, bất tùng tiểu đại, cố tri thị đúng. Chúng ta suy nghĩ thử xem nó có thuộc về đốn giáo hay không. Thực sự phát tâm cầu sanh tịnh độ thì phải xả bỏ cái thế gian này. Nếu bạn không buông bỏ thì không đi được đâu. Bạn không thể mang theo thế giới ta bà này. Cho nên hòa thượng trong niệm Phật đường là đường chủ, dẫn dắt người niệm Phật, thường xuyên nhắc nhở mọi người thân tâm thế giới tất cả buông bỏ hết. Nhất tâm chuyên niệm câu sanh tịnh độ. Đây là câu nói cửa miệng của đường chủ. Thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người thân tâm thế giới phải buông bỏ hết. Đúng xả đi, thế bạn mới được giảng sanh chứ. Người thông minh nên biết rằng những thứ mang đi được thì mới nỗ lực nghiêm chỉnh mà làm, những thứ không mang đi được thì buông bỏ hết, không cần phải bận tâm nữa. Bạn nhìn xem cái gì có thể mang đi được. Niệm Phật, câu niệm Phật này mang theo được. Cái tâm phát Bồ Đề tâm này mang theo được. Còn những cái khác thì không mang theo được. Không mang theo được thì phải xả bỏ hết. Mang theo được, bạn nhất hướng chuyên niệm. Thật sự đây không phải từ tiểu đại. Nó không phải là tiệm tu. Nó là đốn giáo. Trong một đời là thành tựu được. Minh Đại Hữu Sư phán tiểu bổn viết: đốn tiệm phân chi thử thuộc đốn giáo. Đại Hữu Pháp Sư có chú giải cuốn kinh Di Đà. Trong chú giải Ngài phán pháp môn này cũng khẳng định nó thuộc về đốn giáo. Tiệm giáo phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới có thể thành tựu. Đốn giáo thì một đời là được viên mãn. Chư vị tổ sư ở Trung Quốc phân bổn kinh làm hai, đại và tiểu, đa số đều nói như vậy. Nên biết rằng trong nhị giáo bổn kinh thuộc về đốn giáo. Trên đây y theo đốn tiệm nhị giáo mà phán. Nếu y theo ngũ giáo tiểu thì chung đốn viên của tông hiền thủ phán giáo tướng của bổn kinh. Ở đây dùng ngũ giáo của tông hiền thủ là tiêu chuẩn. Chư vị tổ sư của tông tịnh độ từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài, vì cơ duyên bất đồng mà dùng từ có khác. Nhưng thực chất của nó không ai chẳng dùng bổn kinh. Chẳng những thuộc về viên đốn giáo mà còn là đốn trong đốn, viên trong viên vậy.
Ở đoạn sau, lão cư sĩ còn giải thích. Đời Thanh Bành Nhị Lâm cư sĩ, tức là Bành Tế Thanh, Bành Nhị Lâm chính là Bành Tế Thanh. Ở trong khởi tín luận phân bổn kinh là, khởi tín luận ở đây không phải là Đại Thừa khởi tín luận, là Vô Lượng Thọ Kinh khởi tín luận, do cư sĩ Bành Tế Thanh viết ra. Ở trong bài luận văn đầu tiên, ông ấy phán Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là Như Lai gọi là tánh của viên giáo. Bành cư sĩ thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, là một vị tại gia cư sĩ. Ông ấy là người vào thời Càn Long nhà Thanh, xuất thân từ vọng tộc. Phụ thân của ông làm quan rất lớn, là binh bộ thượng thư của hoàng đế Càn Long, giống như bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày nay. Cha của ông ấy, người này rất thông minh, thanh niên 19 tuổi đi thi tiến sĩ, thi đỗ tiến sĩ. Bởi vì môi trường trong gia đình tốt nên không làm quan. Ông ấy thích học Phật, suốt ngày sinh hoạt cùng các vị cao tăng trong đạo Phật. Ông ấy rất chuyên tâm học, rất thành tựu, cho nên ông ấy viết cuốn. Vô Lượng Thọ Kinh khởi tín luận. Và cuốn Tiết Bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Không phải là hội tập mà là tiết bổn. Phía sau có đề cập đến, ông từng nói một câu, sau này người ta thường dẫn chứng. Ông nói pháp môn này là một ngày hy hữu khó gặp. Trong vô lượng kiếp, chúng ta có nhân duyên gặp được pháp môn này. Ý nghĩa rất gần với câu trong kệ khai kinh. Kệ khai kinh do Võ Tắc Thiên viết. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Bành Tế Thanh cư sĩ nói, một ngày hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp. Bạn gặp được pháp môn này. Sau khi gặp rồi, bạn phải nắm chắc lấy nó, không được xem thường mà bỏ qua. Như thế thì thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, vô lượng kiếp mới chỉ gặp một lần. Câu nói này khiến cho chúng ta biết quý trọng. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Có thể được nghe pháp viên trong viên, đốn trong đốn trong Phật pháp, tìm ở đâu ra chứ? Chúng ta được nghe rồi mà lại bỏ qua, không thể nắm bắt được, không thể thành tựu trong một đời này. Nguyên nhân vì sao vậy? Tuy nghe nói, nhưng hiểu không được thấu triệt. Hiểu không được rõ ràng. Sơ ý cẩu thả.
không nghiêm chỉnh học tập, suốt đời này vẫn chịu sự luân hồi lục đạo như cũ. Bạn xem có đáng tiếc không? Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này vì chúng ta mà hội tập. Hoàn thiện bổn kinh này, lại gặp được Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ. Cuối đời Ngài bị bệnh mà vẫn hoàn thành cuốn chú giải này, thật không dễ dàng. Trong cuốn chú giải dẫn chứng kinh luận xưa và nay, luận sớ có 193 bộ, chứng minh rằng những điều trong kinh điển nói, những điều chư vị tổ sư nói, làm tăng trưởng lòng tin của chúng ta đối với pháp môn này. Dụng tâm vất vả, thực sự là từ bi đến cùng tột. Đọc kinh không hiểu, chúng ta coi lại cuốn chú giải này. Trong cuốn chú giải này thấy được rất nhiều điều trong kinh nói, rất nhiều điều chư vị tổ sư nói trong luận sớ, còn không động lòng sao? Còn không biết sự quý giá của bộ kinh này sao? Sau thời mạt pháp 9.000 năm, tất cả chúng sanh nương vào đâu để được độ? Nương vào bộ kinh này đấy. Bộ kinh này phải lưu thông với số lượng lớn. Lần đầu tiên tôi in cuốn chú giải này đã in một vạn cuốn. Lần đầu tiên in cuốn hội tập của Hạ Liên Lão cũng in một vạn cuốn. Một vạn cuốn phân lượng quá ít. Trên quả địa cầu này có 60 ức người. Cũng may nhiều năm nay chúng tôi lợi dụng TV vệ tinh, lợi dụng mạng Internet, đem sự học tập của chúng tôi thông qua những truyền thông hiện đại ngày nay chia sẻ cùng những người có duyên trên toàn thế giới. Gần đây nghe nói thiên tai càng ngày càng nhiều. Thực sự, từ góc độ truyền thông cho chúng ta thấy tần số không ngừng nâng cao, tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên chúng tôi tạm thời ngừng kinh Hoa Nghiêm, hy vọng dùng thời gian một năm chúng ta ôn tập lại từ đầu cuốn chú giải của Hoàng Niệm Lão.
Hạ lão và hoàng lão không phải là người thường. Người bình thường không thể làm được việc như vậy. Chúng ta làm cách nào để báo ơn đây? Y giáo phụng hành, lưu thông rộng rãi, đó thật sự là báo Phật ân. Báo ân cho hai vị này. Dưới đây dẫn chứng lời của Đạo Ẩn Pháp Sư người Nhật. Cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải, cuốn chú giải này là của Đạo Ẩn Pháp Sư viết. Trực phán bổn kinh vi bổn nguyện nhất thừa, đốn cực đốn túc, viên dung viên mãn di giáo. Bỉ thổ đại đức đa đồng thử thuyết. Bỉ thổ là nước Nhật. Tịnh độ tông ở Nhật rất hưng thịnh. Giao đời tùy đường, nước Nhật đã cử đi không biết bao nhiêu cao tăng đến Trung Quốc du học. Họ đã thân cận Thiện Đạo Đại Sư, thân cận Trí Giả Đại Sư. Cho nên hai vị đại sư này ở Nhật rất nổi tiếng. Trong các ngôi chùa Phật giáo ở Nhật đều có thể thấy được tượng đắp, tượng vẽ đại sư. Ở Phật giáo Trung Quốc không thấy, nhưng ở Nhật Bản thì thấy được. Người Nhật đối với tổ sư tôn trọng hơn người Trung Quốc. Người Trung Quốc thứ nhất là kính Phật, thứ hai là kính tổ sư. Người Nhật thứ nhất là kính tổ sư, thứ hai là kính Phật. Có lý đấy. Tổ sư gần với chúng ta hơn. Giống như chúng ta thứ nhất là kính cha mẹ, thứ hai là kính tổ tông. Người Nhật truyền thừa truyền thống văn hóa Trung Quốc. Cho đến ngày nay vẫn không suy. Đây là chỗ đáng cho chúng ta tôn kính. Đại Kinh Thích Viết, Thiên Thai, Chân Ngôn, tuy giai minh đốn giáo, nhiên bị hứa đoạn hoặc chứng lý, cố do thị tiệm giáo giả. Minh vị đoạn hoặc phàm phu, trực xuất tam giới giả, thiên thị thử giáo. Ở đây dùng thiên thai, chân ngôn là mật tông, để so sánh. Thiên thai và mật tông tuy nhiên đều gọi là đốn giáo, nhưng họ thế nào? Họ cũng đồng ý đoạn hoặc chứng lý. Đoạn hoặc chứng lý vẫn thuộc về tiệm giáo, tiệm thứ, giống như chúng tôi vừa giảng. Đoạn kiến tư phiền não chứng A-la-hán. Kế đến đoạn trần sa chứng Bồ-Tát. Cuối cùng đoạn vô minh mới chứng được Phật quả. Là đúng đoạn. Nó vẫn còn là từng cấp bậc, từng cấp bậc.
Kinh Vô Lượng Thọ này không như vậy, nói về phàm phu chưa đoạn hoặc, chưa đoạn một phẩm phiền não nào là có thể trực tiếp siêu xuất. Tam giới chẳng những siêu xuất tam giới mà còn siêu xuất thập pháp giới, thiên thị thử giáo. Khi đem so sánh hai cái này, cho nên giáo này là đúng trong đúng, chứng minh sự kiến giải này là có lý do, chứ chẳng phải tùy tiện nói. Hữu Nhật Khê Sư Dân, tên ngài là Nhật Khê, cũng là người Nhật. Thánh đạo chư giáo, lý thị viên dung, ít lợi ích thị cách thiên, dĩ kỳ đúng cơ năng đắc giả. Thị dĩ giáo tuy viên đúng, vọng cơ tự thành tiệm, tịnh độ ngôn viên đúng giả, ư viên mãn tốc tật lợi ích. Đây là đứng từ góc độ khách quan để quan sát. Thánh đạo chư giáo, ở đây nói đến toàn bộ Phật giáo, tất cả kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Chư giáo là tất cả kinh, lý là viên dung. Điều này là chân thật. Vì sao vậy? Vì kinh giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa đều lưu xuất từ trong tự tánh của Đức Thế Tôn mà ra, thì làm gì có chuyện không viên dung. Nhưng mà lợi ích thì không đồng, cá nhân mỗi người được lợi ích không tương đồng. Đó là gì vậy? Đó là dĩ kỳ đúng cơ năng đắc. Căn tánh viên đúng quá khó, trong ức vạn người khó có được một người. Bậc căn cơ như Lục Tổ Huệ Năng, ba thầy giáo của tôi đều nói với tôi, Phương Đông Mỹ tiên sinh, Chương Gia Đại Sư, thầy Lý, ba người này không hợp lại, nhưng nói với tôi những lời giống nhau. Bậc căn tánh giống như Lục Tổ Huệ Năng, trước Lục Tổ Huệ Năng không có, chưa từng thấy. Từ khi Lục Tổ Huệ Năng qua đời cho đến ngày nay cũng không thấy có. Chỉ có duy nhất một người, không tiền tuyệt hậu. Cho nên ba vị thầy đều nhắc nhở tôi, thầy không được học theo ngài, học không được đâu. Phương Đông Mỹ tiên sinh nói với tôi, đó gọi là một bước lên trời. Lên được thì thành công, không lên được mà ngã xuống thì tan xương nát thịt. Cho nên ba vị thầy đều nhắc nhở tôi, đừng học đàn kinh, đừng học ngày Huệ Năng. Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu với tôi, học Phật nên hạ thủ từ Pháp Tướng Tông, từ Bách Pháp Minh Môn mà nhập môn, giống như leo cầu thang vậy, từng bậc mà bước lên.
thì thật sự được lợi ích. Chương gia đại sư muốn tôi tu tâm thanh tịnh, học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm mô phạm, nói tôi đọc Thích Ca Phương Chí, đọc Thích Ca Phổ. Học Phật đầu tiên nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là một người như thế nào, thì sự học tập của chúng ta sẽ không bị lầm đường, sẽ không bị lạc lối. Tôi quen biết thầy Lý, thầy Lý giới thiệu cho tôi pháp môn tịnh độ, đem cuốn Hội Tập Bổn Kinh Vô Lượng Thọ truyền lại cho tôi. Thật là hữu dụng. Cho nên nói căn tánh không tương đồng. Chúng ta không phải dạng viên đốn căn tánh, nên cần phải nhất môn thâm nhập. Trường thời huân tu, kiên nhẫn miệt mài. Trong sự học tập của bạn, nếm được mùi vị gọi là pháp vị. Chư vị tổ sư thường nói rằng thế vị đâu đậm bằng pháp vị. Thế vị là nói về lục đạo luân hồi. Mang ra so với Phật Pháp thì còn cách xa lắm. Pháp vị thật sự đậm hơn thế vị. Pháp vị là sự hỷ duyệt được lưu xuất từ trong tự tánh. Khổng Phu Tử đã đạt được. Bạn xem câu đầu tiên trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Bạn có thể học được từ chỗ thánh nhân, đem áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chính mình, thì trong nội tâm của bạn sẽ sanh pháp hỷ. Duyệt ở đây, hỷ duyệt được lưu xuất ra từ trong nội tâm, không phải từ môi trường bên ngoài, không liên can gì tới ngoại cảnh. Cho nên Khổng Phu Tử đã nếm được. Các vị tổ sư trong Phật giáo nói còn nhiều hơn nữa. Sau khi bạn thật sự khế nhập vào kinh điển, nếm được pháp vị, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Các vị chớ nên xem thường hai câu này. Hai câu này nếu như bạn hiểu rõ thì bạn sẽ được lợi ích lớn. Ngạn ngữ của thế gian thường nói: nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Nói cách khác, bạn phải cảm nhận được dưỡng sinh. Người có tuổi từ trung niên trở lên đều cảm nhận được tầm quan trọng của việc dưỡng sinh. Thân tâm khỏe mạnh rất quan trọng. Đó là phước báo thật sự. Khỏe mạnh từ đâu mà có? Khỏe mạnh từ tâm hoan hỷ mà có. Nếu ngày nào bạn cũng mặt mày nhăn nhó khổ sở, chắc chắn bị nhiều bệnh, thì lấy đâu ra tâm hoan hỷ nữa. Cho nên không khỏe mạnh. Mạnh khỏe có từ tâm hoan hỷ.